Xin chào các bạn yêu hoa, hôm nay mình rất vui được chia sẻ một sản phẩm cực hay ho cho vườn hoa của bạn luôn rực rỡ. Đó chính là Flower 94, phân bón lá đặc biệt giúp hoa nở tưng bừng. Có bao giờ bạn trồng hoa mà mãi chẳng thấy hoa nở, hay hoa nở không đều, không đẹp như ý muốn chưa? Đừng lo lắng, Flower 94 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Đây là loại phân bón lá đặc biệt, giúp hoa bùng nở rực rỡ và bền màu hơn. Flower 94 chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cây, giúp cây hấp thu nhanh và hiệu quả. Bạn chỉ cần pha loãng với nước theo hướng dẫn rồi phun đều lên lá là được. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy vườn hoa của mình thay đổi rõ rệt. Điều tuyệt vời nhất của Flower 94 là nó có thể kích thích ra hoa cực mạnh, ngay cả với những loại hoa khó tính nhất. Sản phẩm này không chỉ giúp hoa nở đẹp mà còn tăng sức đề kháng, giúp cây khỏe mạnh hơn nữa. Nếu bạn muốn có một khu vườn luôn tràn ngập sắc hoa, thì Flower 94 chính là trợ thủ đắc lực của bạn. Hãy dùng thử ngay và cảm nhận sự khác biệt nhé! Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và cách dùng, các bạn nhớ ghé thăm trang web drplants.vn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một khu vườn thật xinh đẹp. Đừng quên like và subscribe kênh của mình để cập nhật thêm nhiều mèo làm vườn thú vị nha! Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo!